Thanh Thúy không kịp dự cúp Hùng Vương vì bận thi đấu thêm 2 giải đấu tại Nhật Bản. Trái với kỳ vọng của người hâm mộ bóng chuyền nước nhà, đội trưởng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy sẽ không kịp góp mặt cùng Long An tại cúp Hùng Vương 2024. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 4 tại Phú Thọ. Lý do là bởi 4T sẽ tham dự thêm 2 giải đấu nữa trên đất Nhật Bản cùng với câu lạc bộ PFU Blue Cat và dự kiến cô sẽ về Việt Nam muộn hơn vào tháng 5 thay vì tháng 4 như ban đầu. Cùng với giải vô địch quốc gia Nhật Bản mùa 2023-2024, Thanh Thúy sẽ tham gia thêm 2 giải đấu là V-Cup vào tháng 3 và Cúp Đại Bàng Đen vào đầu tháng 5. Cúp Đại Bàng Đen kết thúc vào ngày 6 tháng 5 và Thúy gần như không có thời gian tập luyện cùng VTV Bình Điền Long An chuẩn bị cho Cúp Bình Điền. Ngay khi trở về nước, cô sẽ hội quân cùng Long An chuẩn bị cho giải đấu rất được chờ đợi là Cúp Bình Điền. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5 tại Đắk Lắk. Có thể thấy, lịch trình của chủ công sinh năm 1997 là rất dày khi cô tham dự rất nhiều những giải đấu trong thời gian ngắn. Điều này sẽ khiến người hâm mộ của Thanh Thúy không khỏi lo lắng khi cô vừa mới chỉ trở lại sau chấn thương. Trước đó vào giai đoạn đầu năm mới, 4T đã vắng mặt tới gần 1 tháng trong đội hình của PFU vì chấn thương. Ở những trận đấu gần đây của Mèo Xanh, chủ công người Việt Nam chưa chơi trọn vẹn một trận đấu nào. Thanh Thúy ít được thi đấu hơn trước và chỉ thi thoảng được vào sân. Rõ ràng thể lực của Thanh Thúy đang bị ảnh hưởng rất nhiều sau một mùa giải kéo dài. Thúy có thể góp mặt tại Cúp VTV Bình Điền, nhưng phong độ của cô vẫn là một dấu hỏi lớn. Đấy là chưa kể, ngay sau giải đấu này, cô sẽ tiếp tục được kỳ vọng là nhân tố gánh team trong thành phần của đội tuyển quốc gia Việt Nam ở những giải đấu quốc tế sẽ bắt đầu vào tháng 6. Ban huấn luyện Long An và cả ban huấn luyện ở đội tuyển quốc gia ắt hẳn sẽ phải có những tính toán hợp lý trong việc sử dụng Thanh Thúy. Cô cần thêm thời gian nghỉ ngơi để lấy lại thể trạng tốt nhất. Việc tiếp tục bào mòn Thanh Thúy rất dễ khiến cho sự cố không may xảy ra. Mùa 2024 cũng sẽ là mùa giải cuối cùng của Thanh Thúy khoác áo câu lạc bộ Nhật Bản PFU Blue Cat. Tương lai của cô vẫn đang là một ẩn số khi Thúy nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các câu lạc bộ tới từ châu Âu. Đầu tiên là một nhà môi giới cầu thủ bóng chuyền Thổ Nhĩ Kỳ đã nhờ một chuyên gia bóng chuyền nổi tiếng ở Việt Nam liên hệ giúp ban lãnh đạo của câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An để xin phép được tiếp xúc về vấn đề chuyển nhượng vận động viên. Chuyên gia này đã kết nối hai bên để làm việc trực tiếp nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Sau lời mời đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, một trong những cường quốc bóng chuyền thế giới là Nga cũng muốn chiêu mộ Thanh Thúy. Một môi giới cho biết đã có câu lạc bộ tại Nga muốn liên hệ và chiêu mộ đội trưởng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Mặc dù mới chỉ là giai đoạn đầu đàm phán, nhưng câu lạc bộ xứ Bạch Dương rất thiện chí chiêu mộ Thanh Thúy. Vấn đề chỉ còn nằm ở phía 4T, rằng liệu cô có muốn thi đấu tại Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ hay Nga. Đó sẽ là câu chuyện của thì tương lai. Còn giờ đây, người hâm mộ vẫn muốn được theo dõi cô gái vàng của bóng chuyền Việt Nam thi đấu trực tiếp. Không góp mặt ở Cúp Hùng Vương, nhưng khán giả nước nhà sẽ có cơ hội theo dõi Thanh Thúy ở Cúp VTV Bình Điền diễn ra vào tháng 5 tại Đắk Lắk tới đây. Một giải đấu rất được chờ đợi của bóng chuyền Việt Nam đầu năm 2024.